Chúa cùng anh chị em. Và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Ở đó có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và phán: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, vì nếu con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi sẽ hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng đã từng đối xử với các tiên tri giả. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nghèo khó, đói khát là những thứ tai họa mà người đời tìm cách khắc phục, tiêu diệt cho đến cùng. Ngay cả nhân loại hôm nay cũng đang cùng nhau nỗ lực những chương trình mà người ta thường gọi xóa đói, giảm nghèo. Vậy mà sao Chúa Giêsu lại nói phúc cho anh em là những người nghèo khó, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói? Không lẽ Chúa Giêsu của chúng ta lại chủ trương một lối sống nghèo nàn, đói khát và lạc hậu cho con người hay sao? Tất nhiên là không. Chúa Giêsu muốn cho mọi người được hạnh phúc và no đủ. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu cũng đã dạy chúng ta ban cho lương thực hằng ngày, và chính Chúa cũng đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và dư dật cho những người đi theo Ngài ở nơi hoang vắng ngày xưa được ăn no. Như vậy, tại sao Chúa Giêsu lại nói phúc cho anh em là những người nghèo khó, phúc cho anh em là những kẻ đói khát? Tại sao? Để chúng ta hiểu rõ lời Chúa dạy, chúng ta hãy đọc kỹ câu văn. Bấy giờ Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, là những kẻ bây giờ phải đói, bây giờ phải khóc. Thánh Luca đã ghi rõ Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói. Vậy thì đây là những lời Đức Giêsu trực tiếp nói với các môn đệ, là đối tượng đầu tiên của các mối phúc, chính là các môn đệ của Chúa Giêsu. Như chúng ta biết trước đây, các môn đệ như ông Phêrô, ông Andrê, ông Gioan, ông Giacôbê là những người có gia đình khá giả, có ghe, có thuyền, có lưới, ngày ngày đánh bắt được tôm cá
để nuôi sống gia đình và chính bản thân. Và nay, theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, các vị từ bỏ ghe thuyền, nhà cửa, nghề nghiệp, bỏ lại cả vợ con, ra đi với hai bàn tay trắng, lên đường phục vụ cho tin mừng. Vì vậy, các ngài là những người trở nên nghèo thiếu vì tin mừng và vì Chúa Giêsu. Vì vậy các ngài sẽ được Chúa Giêsu trọng thưởng, và lòng quảng đại của Thiên Chúa đâu có thua gì lòng quảng đại của con người đâu. Trước đây chúng ta biết, với nghề chài lưới trên một vùng biển có nhiều tôm cá, các môn đệ Chúa Giêsu không biết đói, biết khát là gì. Vậy mà từ ngày lang bạc theo Chúa Giêsu, rày đây mai đó, để loan báo tin mừng, các ngài phải chịu cảnh bữa đói, bữa no. Chúng ta nhớ có lần các môn đệ khi đi ngang qua đồng lúa phải bứt lúa mà ăn cho đỡ đói. Thiên Chúa là đấng giàu lòng quảng đại, ắt sẽ bù đắp cho họ được dư đầy. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Rồi cũng theo dòng tư tưởng đó, Chúa Giêsu nói: phúc anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, bị khai trừ, bị sỉ vả và bị xóa tên như những tội đồ xấu xa, thì ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật là lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông của họ đối xử như thế. Thưa ông bà và anh chị em, như vậy, nói tóm lại, các môn đệ sẽ được dư đầy hồng phúc vì các ngài đã chịu nghèo đói, thua thiệt vì Chúa Giêsu và tin mừng. Hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta chấp nhận hy sinh vì Chúa, chịu thiệt thòi mất mát vì Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng dư đầy. Bởi vì lòng quảng đại của Thiên Chúa thì triệu lần lớn lao hơn lòng quảng đại của con người chúng ta. Chúng ta hiến dâng cho Chúa một, Chúa sẽ ban thưởng gấp trăm gấp ngàn lần. Có một đại thi hào tên là Tagore, người Ấn Độ. Ngài có một bài thơ minh họa cho chân lý này. Ý chính nó như sau: tôi đang đi hành khất hết cửa nhà này đến cửa nhà kia, dọc suốt đường làng, lúc xe người vàng ống xuất hiện thì đằng kia như một giấc mơ rực rỡ. Lòng nhủ lòng, tôi hỏi đức vua oai phong này là ai. Hy vọng trong đôi tay giang ra, tôi thầm nghĩ, ngày xấu số từ đây thôi chấm dứt. Tôi đứng chờ đợi của bố thí, chẳng hỏi xin mà có, và vàng bạc trên bụi đường rơi vãi tứ tung. Xe ngừng nơi đó, tôi đứng, người đưa mắt nhìn tôi rồi bước xuống mỉm cười. Tôi nhủ thầm, duyên may đời mình thế là đã đến. Nhưng chẳng chần chừ, người lại chìa bàn tay ra mà nói với tôi, có gì cho ta không? Ôi trời, gớm chưa? Lời thử lòng vương giả khi mở bàn tay ăn xin một người hành khất tầm thường như tôi.
Bối rối, tôi đứng lặng im lưỡng lự một hồi, rồi từ từ móc ra từ trong túi vải một hạt nhỏ bé nhất mà đưa cho người. Đó là hạt lúa nhỏ nhất, một hạt thôi. Nhưng ngạc nhiên xiết bao, lúc ngày tàn, dốc túi ăn xin ra nền đất, tôi lại thấy giữa đống của bố thí nghèo người nàng mà tôi được ngày hôm nay, hạt lúa vàng vô cùng nhỏ bé đó trở nên một hạt vàng óng ánh. Tôi nức nở khóc, nghĩ bụng ước gì đã có tấm lòng dám cho người tất cả những lúa mà tôi có, thì giờ đây tôi trở nên một người giàu có rồi. Người ăn xin hối tiếc, bức đầu bức tóc khóc nức nở và xót tiếc. Giá như ông ta dốc hết cả túi thóc, thì giờ này ông đã được một túi đầy những hạt vàng. Thưa ông bà và anh chị em, các môn đệ của Chúa Giêsu là những người đã dốc hết cuộc đời của Ngài và cho việc rao giảng tin mừng, đến nỗi các ngài trở nên nghèo thiếu, trống không vì Chúa Giêsu. Thế nên các ngài sẽ được Thiên Chúa đổ đầy hồng ân, nước Thiên Chúa thuộc về các ngài, hạnh phúc thiên đàng đang trong tầm tay. Thưa ông bà và anh chị em, nếu hôm nay đây chúng ta không bủn xỉn như gã ăn xin đã được kể, nhưng biết lòng rộng lượng, cống hiến cho Chúa khả năng, thời giờ, sức lực, trí tuệ, thì chúng và những công việc loan báo tin mừng qua bậc sống của từng người chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ là những người được Chúa ban cho dư đầy phúc lộc mai sau. Và đối tượng của những lời chúc phúc của Chúa trong tin mừng hôm nay cũng chính là những lời dành riêng cho từng người trong chúng ta.